Nhân dịp thăm chính thức Nhật Bản, sáng ngày 28 tháng 11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân, cùng Thống đốc thành phố Tokyo, bà Koi Yuriko, đã tới thăm nhà hàng Bánh mì Xin Chào do hai cựu lưu học sinh Việt Nam thành lập. Trong không gian đậm chất Việt Nam giữa lòng thủ đô Tokyo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng các quan khách Nhật Bản đã thưởng thức các món ăn đặc trưng của Việt Nam như bánh mì, mì Quảng, phở, cà phê, gỏi cuốn, chè. Trao đổi với các vị khách tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao và cảm ơn bà Thống đốc và các thế hệ lãnh đạo thủ đô Tokyo đã tích cực thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa thành phố Tokyo với các địa phương Việt Nam. Nhất là với thủ đô Hà Nội, trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người Việt Nam kinh doanh, khởi nghiệp ở Tokyo. Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam và Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng và gần gũi về văn hóa và ẩm thực. Chính những nét tương đồng này đã tạo nên mối quan hệ đặc biệt tốt đẹp giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước. Trên cơ sở tình hữu nghị truyền thống, quan hệ hữu nghị hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, hàng năm tại Việt Nam đã diễn ra nhiều triển lãm, hội chợ, giao lưu văn hóa Việt, Nhật rất sôi động và thu hút đông đảo người tham gia. Vui mừng được thưởng thức những món ăn đặc sắc của quê hương ngay tại Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, bày tỏ tự hào khi ngày càng có nhiều người trẻ Việt Nam luôn tràn đầy nhiệt huyết, chịu khó học hỏi và nỗ lực để nắm bắt cơ hội phát triển tại Nhật Bản giống như hai nhà sáng lập thương hiệu nhà hàng Bánh mì Xin Chào. Những nỗ lực này không chỉ đơn thuần là khởi nghiệp trên đất nước Nhật Bản mà còn giúp quảng bá văn hóa Việt Nam cũng như gắn kết người dân hai nước gần nhau hơn thông qua văn hóa ẩm thực. Thống đốc Tokyo Koi Yuriko chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung nâng cấp mối quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Nhấn mạnh đến ý nghĩa to lớn và thời khắc ý nghĩa trong chuyến thăm Nhật Bản lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đó là diễn ra vào năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam, Nhật Bản và hai nước đã triển khai hàng loạt các hoạt động hợp tác, giao lưu, văn hóa kỷ niệm sự kiện đặc biệt này. Thống đốc Koi tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo dấu ấn đặc biệt quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước. Bà Koi cũng cho biết thành phố Tokyo hiện đang triển khai hệ thống chống ngập lụt với công nghệ cao, sẵn sàng hợp tác và triển khai với các thành phố của Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ mong muốn bà Thống đốc tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống, học tập tại Tokyo, đồng thời cảm ơn lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn Nhật Bản đã và luôn dành sự quan tâm cao tới Việt Nam, triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chủ tịch nước nhấn mạnh việc hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện sẽ là mốc son quan trọng, mở ra chương mới trong phát triển quan hệ hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng đề nghị Thống đốc Tokyo thúc đẩy hợp tác chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống hỏa hoạn và chống ngập lụt với thành phố Hà Nội và các địa phương Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.